Lúc hẹn hò ảnh ga lăng dữ lắm, ảnh toàn gấp đồ ăn cho em thôi. Chắc là có kinh nghiệm quen nhiều cô. Những cái em không ăn được thì em gấp cho cổ. Ảnh thật thà đến đau điểm g. Kén ăn là một lợi thế. Giống chồng mình, đi ăn cưới tới món ổng không thích là ổng xông xáo đứng dậy gấp chia phần cho mọi người, nhiệt tình lắm, mà không phải ổng ga lăng gì đâu, ổng muốn chia cho xong để dẹp đĩa lên món mới. Người tiện tay gấp rau gấp cá, ta đa tình tưởng đó là được yêu. Ở một diễn biến khác, em ăn rất nhiều, một lúc có thể ăn 2 tô phở. Nếu em ăn 2 tô phở, anh sẽ chỉ trả cho em 1 tô. What the hell? Em còn tiêu nhiều tiền nữa cơ. Em tiêu nhiều tiền là việc của em, anh không quan tâm. Nóng, ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ thứ 47 của Mỹ. Homeless Cali tàn đời. Xin chia buồn cho ai bình chọn bà Harry, cụ thể là Cali ạ. Văn nghệ ban nhạc 3 dòng kẻ xin chúc mừng anh Trump, mong anh trục xuất bọn Homeless Cali cho đường xá Mỹ đế sạch đẹp. Donald Trump cho nhiệm kỳ này. Donald Trump. Ngày 3 tháng 11, ta bầu cho Tổng thống Trump. Năm 2020, ngày 3 tháng 11, ta bầu cho Tổng thống Trump. Donald Trump. Wow. Hôm nay cũng tròn 2 ngày chúng mình yêu nhau rồi. Vợ mình có thai 3 tháng rồi nha, mãi yêu vợ của anh. Ủa? Gì vậy? 2 ngày có bầu 3 tháng, đúng là Hồng Hài Nhi con của Ngưu Ma Vương. Chào anh, mời anh đi theo chúng tôi. Yêu 2 ngày thai 3 tháng, vậy là lên chức 3 rồi. Wow. Tao lấy ảnh mày để hẹn hò với một người qua mạng. Hiện giờ không muốn yêu nữa, mày yêu nốt đi. Người ta cũng ok đó, còn có tiền nữa, rất chung thủy. Tao cảm ơn mày, cho tao hỏi, tao với anh ấy yêu nhau bao lâu rồi? 1 tháng, tao thấy ảnh rất hợp với mày đấy. Ngoá, có ai lấy ảnh tao đi yêu đương hẹn hò ở đâu thì bàn giao đi để tao tiếp tục. Có nhé, mình với bạn yêu nhau được 1 tháng rồi, mà cứ mỗi khi tỉnh giấc thì bạn lại phải đi về không có ba mẹ chửi. Hai đứa lại nắm tay nhau đi trên đường xong bị chó đuổi mất cả dép nữa cơ. Chỗ bạn bè thân quen, bắt giá 1 củ làm bữa nhậu kể nốt. À đâu. Vợ ảnh cũng đã biết mối quan hệ giữa 2 đứa, chúc may mắn. Anh ấy cũng lấy ảnh thằng bạn chung thủy và có tiền đi hẹn hò trên mạng. Hà Nội, chàng trai quyết định ly hôn vợ sau 2 năm kết hôn vì vợ ở nhà chỉ nuôi mèo và không chịu dọn dẹp nhà cửa. Chịu đựng được tận 2 năm, một nỗ lực thật phi thường. Oh my God. Được 2 năm rồi mà ông không cố thêm đi, bỏ vợ rồi người khác không may dính vào lại khổ người ta, ông cố chịu cho công đức vô lượng đi. Giống vợ tao, thích mèo, bắt 1 con mèo về nuôi, và kết cục tao là người nuôi, ngồi hốt cớt, rồi cho ăn, chơi với mèo, thích dữ chưa? Xin cô con dâu này về cho bố mẹ chồng mình. What? Vợ mình yêu động vật theo đĩa theo cân nên cũng không phải dọn cớt.
thiếu 9,75 điểm nữa là được 10 điểm toán. 9,75 là ok lắm, bạn đừng buồn, không ai hoàn hảo đâu. Ủa, được 0,25 thôi hả? Bảy mươi lăm điểm trong tay, 0,25 điểm trong giấy. 0,25 là cao rồi. Nani? Năm tao thi đại học còn tiếc hơn, thiếu có nửa điểm là mắc 30 rồi. Lúc biết điểm tiếc gần chết, mọi lần thi thử được có 14, năm ấy tao được 15. Hệ điều hành chạy 2G hơi lăn tí. Thiếu 30.000 tỷ nữa là thành tỷ phú. À thế à? Thiếu 10 điểm nữa là được điểm tuyệt đối rồi. Tao lấy mày. Quen một thời gian, cô gái khó xử khi người yêu đòi chở đi mua điện thoại và sắm đồ đông, còn đòi mua đồ đôi để ra đường mọi người biết, em là vợ của anh. Thật ra không nên yêu những người như này, yêu thằng hững hờ tí cũng được, có tuổi thân tí không sao nhưng mất mạng thì thiệt. Cảm ơn anh nhiều, mãi nhớ anh trai kết nghĩa của em, cô gái đẹp. Cuộc đời như cái quần què, đi học bắt tìm ít y tìm này tìm nọ, tới lúc ra đời bắt tìm việc, tìm người yêu, tìm hạnh phúc, bộ mắc tìm lắm hả? Tìm từng đó chưa xong nữa, sau này còn phải tìm lỗ chui xuống đất nữa cơ, như vậy cũng chưa yên, khi về thế giới bên kia con cháu còn bắt phù hộ chúng nó nữa, mệt mỏi. Lâu lâu con cháu lại triệu hồn về gánh tụi nó mỏi lưng nữa. Rồi còn hay xin phù hộ cho chiều ra con đề nữa, dưới đi giật số muốn tụt quần. Không tìm đâu ra sẵn cho má, tới đầu thai còn phải tìm nhà mà. Về già thì phải đi tìm hòm tìm đất xem góc nào hợp mà nằm. Nói nghiêm túc, đéo đùa đâu. Ngày đi học, cho sẵn đề, cho sẵn công thức mà còn không biết cách tìm ít y, nghĩ sao lớn bắt ra đời bắt tìm một cái người không có chút manh mối nào. Buồn, người Việt đang uống quá nhiều rượu bia. Không uống thì không biết bao nhiêu công nhân tại nhà máy bia Hà Nội, bia Sài Gòn bị thất nghiệp, con họ không được đến lớp như con người ta, thôi thì ta lại phải uống để các cháu được đến trường. Like, đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào từ kênh nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.